Ấm Phụ Nữ Miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Du ở Melbourne, đến trở lại thăm gia đình của bé Hoài. Thì hiện tại thì bé Hoài đang sống với ông bà đó cô chú, anh chị và các bạn ơi. Thì hoàn cảnh của em cũng đặc biệt rất là khó khăn luôn, khi mà em đã mồ côi ba mẹ từ rất là sớm. Thì bây giờ thì cuộc sống cũng rất là khó khăn khi mà ông bà một ngày lớn tuổi, em thì đang tuổi ăn tuổi lớn và phải đi học nữa. Thì hôm nay thì được sự yêu quý yêu thương đến từ tấm lòng của chú Du ở Melbourne, chú cũng có gửi một phần quà để mà cho bé Hoài có chi phí trang trải việc học cũng như là sinh hoạt hàng ngày đó cô chú, anh chị và các bạn. Thì con xin mời cô chú, anh chị và các bạn cùng với chú Du ở Melbourne vào trong nhà để mà thăm bé Hoài cùng với con ạ. Dạ con chào bà. Dạ. Chào Hoài nha. Rồi, cả nhà mình ngồi đây nha bà. Dạ. Hôm nay là ông có đi đâu không mà con không thấy? Ông bệnh làm sao con? Dạ, rồi bệnh bữa nay thấy sao trong người bà? À, ông bệnh sáng kêu đi chích thuốc, ông không chịu đi, ông nói đâu có gì. Rồi cái sáng giờ ông ói hai lần. Như hả? Ông mệt. Rồi con với ghế ra đó. Dạ, rồi sáng giờ là không có ăn uống gì được hết. Dạ. Đút cháo, nấu cháo thịt đó. Dạ. Rồi đút ăn hai muỗng ói ra trơn. Vậy hả? Rồi để sạn chút nữa chở ông đi chứ thuốc. Dạ. Hôm qua có ăn gì mà bị lạnh bụng không? Tại mình lớn tuổi quá hả bà? Ông hả? Tối cái mấy đứa chiên cơm đó, ông kêu chiên cơm ông ăn. Ăn rồi có uống ba cái thuốc tiêu đó. Dạ. Thì cho ông khỏe, ông đi cái hôm hôm ngủ được. Cái sáng giờ ông đi cầu hai lần con. Dạ. Vậy chút sắp xếp xong cái mình chở ông đi khám cho yên tâm ha bà ha. Chào Hoài. Dạo này việc học của con như thế nào rồi con chia sẻ với ông bà cô chú nha. Dạ tốt, con thi xong rồi. Thi xong rồi. Hoài chia sẻ lại là năm nay Hoài học lớp mấy rồi? Dạ lớp 7. Lớp 7 rồi. Việc học của con là ở bên Bình Thạnh hả? Dạ. Đúng không? Rồi mình đi qua đi lại vậy con có thấy khó khăn gì không Hoài? Có. Là khó khăn như thế nào con chia sẻ với ông bà cô chú nha. Dạ đi đường dài. Đường dài. Thường là con đi bằng xe đạp hay là đi bộ? Dạ xe đạp. Mà đi xe đạp nhưng mà mình mắc phải qua một con đò ha. Dạ. Nên là nhiều khi mà lỡ mà mình quên mình đi trễ xíu mà trễ thêm chuyến đò nữa là coi như là trễ học đúng không? Dạ. Rồi con thi xong rồi con thấy là cái điểm thi của con như thế nào? Dạ mới phát có một hai có một môn mà còn mấy môn. Mình phát được môn gì rồi con? Dạ môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh thì Hoài được bao nhiêu điểm con khoe với ông bà nha. Trên trung bình. Trên trung bình vậy là cũng rất là giỏi rồi. Thì môn nào mà Hoài đi học mà thấy là khó khăn nhất? Dạ tiếng Anh. Môn tiếng Anh ha. Rồi môn nào là con thấy là con tự tin nhất nè? Ngữ văn. Ngữ văn. Tự tin nhất luôn hả? Giỏi với ta. Vậy là viết văn cũng rất là hay luôn đúng không? Có nói với cho ngoại hai đứa đi học. Dạ. Tình nay hai đứa bay gán nha. Đứa nào hơn đứa nào coi. Vậy đó nó mày có hả? Dạ. Bữa giờ chiếc xe đạp của con đang chạy đó con thấy có im không? Dạ im. Chạy con thấy nó có phù hợp với con không? Nó có bị quá cao hay là bị quá thấp không Hoài? Dạ không. Con chạy được ha. Dạ. Mỗi lần mình qua đò vậy mình đi xe đạp là mình tốn khoảng bao nhiêu tiền mỗi ngày con? Ta không có tính tiền. Không thu tiền luôn. Hoài đi học vậy có nhiều bạn không? Dạ có. Thường vô lớp là con sẽ chơi với bạn những cái môn nào, những cái trò chơi nào? Chơi gượt đũa. Chơi bắt gượt đũa ha. Chơi đá banh không có chơi. Không có chơi đá banh. Rồi thường là học thể dục là con có thích không? Dạ thích. Vậy là cũng rất là năng động luôn. Rồi buổi tối thì Hoài ngủ với ai? Dạ ngủ mình. Ngủ mình hả? Bây giờ ngủ mình hả bà? Rồi chút trước thì con ghé. Trước đó. Dạ con ghé thì nói là ngủ với ông bà. Bây giờ thì lớn xíu nữa rồi. Ngủ ở ngoài chiếc chiếu vậy đó. Mùng mền. Dạ. Có chú hai nó về thì hai chú cháu ngủ. Dạ em chào anh. Dạ anh cứ tự nhiên nha anh. Út ơi ạ. Dạ. Có vợ ở riêng.
Dạ, giờ ba bệnh thì ghé thăm. Thường thường là ngoài đi học về là có tâm sự với bà không bà? Có, ví dụ nó học nhiều điểm, cái gì đó nó về nói mình cũng mừng cho nó. Dạ. Cháu ngoại cũng vậy. Dạ. Thì con cũng được biết ngay từ lúc đầu là Hoài thì thiếu thốn tình cảm của ba mẹ từ rất là nhỏ luôn. Thì sống với ông bà thì ông bà với cháu thì nương tựa nhau mà sống vậy thôi. Rồi đó giờ thì con biết là bà nuôi cá phải không bà? Dạ, bây giờ là mình còn nuôi không? Bây giờ nghỉ đâu rồi con. Dạ. Bán chiến rồi lỗ quá. Dạ, bán chiến rồi là chiến bị lỗ. Chiến trước được 40 triệu, chiến rồi có 20 triệu. Dạ. Tiền sơ phí này kia rồi còn được 10 mấy triệu. Rồi tại nó đếm cá mình thiếu quá. Rồi mình cũng không có trông coi kệ nổi nữa. À. Dạ, rồi ông bà thì lớn tuổi rồi, đi lấy cặn cơm ở ngoài thì cũng rất là vất vả luôn. Dạ. Khi bán ra thì không có đủ tiền công nữa. Dạ, rồi bây giờ là nghỉ rồi, bà với ông ở nhà thì mình làm sao để mình xoay sở cuộc sống không? Có con gửi về chút đỉnh. Dạ. Mình hạ tiền hạ tặng con ơi, chứ mình xuống phí quá cũng đâu có tiền. Dạ. Bởi vậy ngay có ông đặt vớn mẹ cũng bị đổ dở hoài à. Cũng có ăn chút đỉnh về hàng ngày vậy đó. Dạ. Khi mà nhắc đến ba mẹ của bé Hoài thì con thấy là lúc nào bà cũng không có kìm nén được cảm xúc của mình hết trơn á. Nhất là đặc biệt là những cái ngày gần Tết như thế này nè, lạnh lạnh, xe lạnh nữa, rồi cảm thấy cũng rất là tủi thân luôn. Nhưng mà không có sao bà nha, bà có một đứa cháu rất là ngoan nè, rất là thông minh nè, rồi hiếu thảo nữa. Dạ. À, ông Mự, bà Mự nó không có con á, xin nó về đuổi á. Dạ. Đỡ đầu con đó. Nó không, ở đây vậy tôi không đi đâu hết. Dạ. Thường là cháu có hay chạy lại ôm bà rồi hung rồi chia sẻ này kia không bà? Có, khi lâu lâu á lại ôm. Ừ. Nhớ mẹ thì ôm bà nội. Dạ. Thường là hoài ôm bà là mình thể hiện sao đâu, con thể hiện cho gì nhìn xem thử nha. Là con ôm bà sao đâu. Mắc cỡ, con trai mắc cỡ. Con ngại hả? Rồi. Thì ngày hôm nay thì dì Nhàn đến là thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Du ở Melbourne. Thì chú xem những video của Hoài nè, rất là thương ông bà, thương cho Hoài nha. Muốn cũng như là gửi gắm một xíu tình thương đến cho Hoài để Hoài không có bị buồn nha. Đây là phần quà của Hoài. Rồi, chú Du ở Melbourne gửi cho con để con có thêm chi phí trang trải cho việc học cũng như là mình sinh hoạt hàng ngày con nha. Con cảm ơn chú Du vì cho con tiếp bước đến trường, con học, con hứa con sẽ học giỏi và cho chú Du hạnh phúc, vui vẻ. Con chúc chú Du may mắn trong sự nghiệp chàng người. Giỏi quá, rồi cảm ơn con mở phần quà mình ra xem nha. Con xé ngang đi, tại vì cái gì đó gì nhàng mà đã khóa lại rồi. Có bữa hôm lên trịch xã, cái tao đi đám giỗ, cái dặn điện ha. Dạ. Cái nay kêu quà chảnh nhận quà được 500. Dạ, thì ngày hôm nay thì chú Du ở Melbourne cũng gửi cho bé Hoài số tiền là 500.000 đồng. Thì không biết là Tết sắp đến rồi, Hoài có mơ ước hay là mong muốn gì không? Con có thể chia sẻ gì nhẹ với ông bà cô chú được không? Dạ, con muốn đi chơi. Con muốn đi đâu? Muốn đi chơi nhưng mà chưa biết địa điểm nào cũng được hả? Dạ. Rồi còn mơ ước nào nữa không? Không, tại vì ông bà thì cũng lớn tuổi, thường là ở nhà không mà bà ha. Thì mơ ước rất là nhỏ nhoi luôn là muốn được đi ra ngoài để mà chơi ha. Rồi, dì Nhàn hy vọng là Tết nay thì con sẽ được đi chơi theo cái ý thích của mình nha. Chúc cho con sẽ học thật là giỏi, lúc nào cũng sẽ vui vẻ và khỏe mạnh nha. Dạ, con cũng xin kính chúc cho bà với ông sẽ có thật là nhiều sức khỏe và sống vui vẻ với con cháu nha bà. Dạ. Bà có muốn gửi gắm gì đến chú Du không bà? Rồi, xúc động không quá. Được. Dạ, bà gửi lời cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn mấy chú nó nhiều.
đó, lo cho cháu tôi được vậy tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Chúc mấy cô. Dạ rồi, chúc cho bà có nhiều niềm vui hơn nha bà. Dạ.